Ở kẻ trừ, một ngôi làng Việt Nam như bao ngôi làng khác, hầu như đâu đâu cũng có hình ảnh của Thánh Théophane, hay còn gọi là Thánh Vẹn. Trong các gia đình chúng tôi đến thăm, chân dung vị thánh này được đặt ở những nơi trang trọng. Vì Thánh Vẹn đi vào trang sử Việt Nam, nên cuộc đời của Ngài gắn liền với đời sống dân Việt cách lạ lùng. Năm 9 tuổi, đi chăn dê, cậu bé Vẹn đã muốn được đi truyền giáo ở đàng ngoài và muốn phúc tự đạo. Vùng đất đàng ngoài đã được rao giảng tin mừng từ cuối thế kỷ 16. Đây là vùng đất tươi đẹp nhưng có khí hậu khắc nghiệt, nhiều bệnh tật. Và khó khăn lớn nhất là cuộc bắt đầu khốc liệt và tàn nhẫn của triều đình. Lòng yêu mến đàng ngoài và khát vọng truyền giáo khôn nguôi đã thúc đẩy thánh nhân vào chủng viện thừa sai hải ngoại Paris, còn gọi là chủng viện chuyên về những công cuộc truyền giáo cực kỳ khó khăn hoặc trường của các vị tự đạo. Thánh nhân biết rằng ra đi truyền giáo nơi đàng ngoài là không bao giờ trở lại và phải chịu một đời bi thảm. Cuối cùng, ước mơ của Ngài cũng thành sự thật. Sau hành trình kéo dài nhiều tháng trời, vị linh mục 25 tuổi đã đặt chân đến đàng ngoài vào năm 1854. Suốt 7 năm, Ngài không ngừng rao giảng tin mừng nơi các làng mạc, loan truyền đức tin và ban các bí tích. Sự tận tụy của Ngài khiến dân chúng Việt Nam dành cho Ngài sự quý mến cho đến ngày nay mà không một vị thừa sai nào khác có được. Cho anh em chúng con được phúc từ vị đạo, xin Chúa vì công nghiệp cha thánh do an bén. Nghe lời chúng con cầu xin. Ngày nay kẻ trừ toàn những người tông đạo công giáo. Được bắt trước cha thánh do an bén, làm sáng danh Chúa đời này cho ngày sau được nên thiên đàng hưởng phúc đời. Thánh Vẹn đã gieo tin mừng vào mảnh đất này và Ngài đã đang phù hộ những người hết lòng yêu mến. Sau đây là lời chứng của bà Maria, một giáo dân giáo xứ kẻ trừ. Tôi bị bệnh tim, bác sĩ nói rằng không còn hy vọng cứu chữa. Rồi tôi nằm mơ, thấy người kêu tôi đến xin với Thánh Vẹn chuyện cầu. Sáng hôm sau, tôi đến nhà thờ cầu nguyện. Tôi cảm thấy hương thơm, một hương thơm không thể tìm thấy ở một loài hoa nào. Sau đó tôi đi tái khám. Bác sĩ nói rằng ông chưa bao giờ thấy bệnh nhân nào khỏi bệnh như tôi. Người phụ nữ này có thể làm chứng như thế vì cách đây một thế kỷ rưỡi, Thánh Vẹn đã được lòng mến nồng cháy thôi thúc đến nỗi sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình cho Thiên Chúa và cho dân chúng đàng ngoài. Ngài kết thúc hành trình sứ vụ khi bị bắt, bị xét xử và kết án. Trên đường từ nhà ra pháp trường, Ngài đã hát lên bài ca Magnificat. Ngài bị xử trảm tại Hà Nội vào ngày 2 tháng 2 năm 1861 khi mới 31 tuổi. Đầu của Ngài bị ném xuống sông Hồng. Màu hồng ấy là biểu tượng cho dòng máu anh hùng tự đạo tại Việt Nam. Các giáo dân vùng sông Hồng đã hợp sức đi tìm thủ cấp của vị tự đạo yêu dấu. Mấy ngày sau, một ngư dân làng Kẻ Trừ tìm thấy đầu của Ngài cách pháp trường 15 km. Người chắc của ngư dân ấy nay đã 94 tuổi, vẫn đang sống ở làng này. Một người dân trong làng đưa chúng tôi đến thăm cụ. Trong dòng họ của cụ, chuyện Thánh Vẹn được lưu truyền từ đời này qua đời kia. Lưỡi câu móc được vào cái tai, nhưng cái đầu tuột ra chìm xuống nước. Người bạn trai cùng trên thuyền quăng lưới vớt được cái đầu lên. Ông này rụng rời tay chân khi thấy đôi mắt của Thánh Vẹn vẫn mở to. Cụ tổ nhà tôi đặt thủ cấp vào bao vải rồi đưa về làng. Các gia đình trong làng đã liều mạng cất giấu thánh tích quý giá này. Đây là cửa vào nơi nhốt trâu bò thời ấy. Gia đình đã cất giấu đầu Thánh Vẹn tại đây một thời gian trước khi chuyển đi nơi khác. Qua nhiều nơi cất giấu, cuối cùng đầu của Thánh Vẹn
đã về đến nơi yên ổn. Của cha Thánh Theo Phan Van. Ngày nay hộp sọ của thánh nhân được cất giữ tại thánh đường giáo xứ Từ Châu. Lời chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn viết tìm chính xứ Kẻ Trừ, hay còn gọi là Từ Châu. Đối với tôi, điều quan trọng nhất của cha Thánh Van là việc Ngài hiến trọn con người mình vào sứ vụ mà Ngài tin tưởng. Ngài biết rõ hạnh tích các thánh tự đạo. Ngài biết mình cũng sẽ phải chịu đau khổ, khó khăn và rồi phải chết như thế. Nhưng Ngài đã tự nguyện hy sinh tuổi thanh xuân để đến với Việt Nam. Theo quan sát của tôi, các giáo hội nơi đây sùng kính Thánh Van một cách rất đặc biệt. Từ thế kỷ thứ 16 đến 19, có khoảng 130.000 Kitô hữu đã chết vì đức tin tại Việt Nam. Rời Kẻ Trừ, chúng tôi đến giáo xứ Bút Đông, cách đó khoảng 50 km. Nơi đây Thánh Van đã sống 3 năm cuối đời, không ngừng loan báo tin mừng cho đến khi bị bắt tại nơi cách đây không xa. Nơi đây vào năm 1858, cha Thánh Van đến ẩn náu, khi ấy vào thời cấm đạo dưới triều vua Tự Đức. Cũng như ở làng Kẻ Trừ hiện nay, Bút Đông là làng Công giáo toàn tộc. Tuy nhiên, những người trẻ chưa biết nhiều về vị thánh này. Người cộng sản không muốn dân chúng nói về các thánh tự đạo. Tại Việt Nam, không thể nói nhiều về các thánh tự đạo cho trẻ em ở trường học hay trong giáo xứ. Nhưng cha Thánh Van là gương sáng cho tôi noi theo. Tôi đi tiếp con đường của Ngài là trở nên giúp cho dân chúng Việt Nam, cách riêng cho dân của giáo xứ Bút Đông. Đạo Công giáo luôn bị bắt hại tại Việt Nam, nhưng máu của các vị tự đạo đổ xuống lại càng làm tươi thắm đức tin tại đất nước này. Các em thiếu nhi đang đứng đây là hình ảnh tiêu biểu nhất cho lớp người hậu duệ của Thánh Van và 116 vị tự đạo khác đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong hiện thánh vào năm 1988 do tấm lòng yêu mến Việt Nam.